giữa sân tất cả mọi người liếc mắt nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn ra chấn kinh khương kình làm một vị tiên đế hậu kỳ cường giả cư nhiên như thế hèn mọn cầu xin tha thứ nói thật thật cảm thấy thật không thể tin đây là bọn hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình bất quá cái này cũng là bình thường dù sao hắn đối mặt thế nhưng là một vị tiên đế phía trên cường giả liền tô trần trên thân chỗ phát ra cảm giác áp bách cũng đủ để làm cho người cảm thấy vô tận hoảng sợ cái này nhóm cường giả đổi lại bất cứ người nào đối mặt đều sẽ như thế à nhưng nói đi thì nói lại bọn hắn nhân tộc cái gì thời điểm xuất hiện một vị tiên đế phía trên tồn tại thì liền yêu tộc đều không có cường giả như vậy à cái này chẳng phải là nói bọn hắn nhân tộc đều sẽ bởi vì tô trần triệt để cuột khởi chỉ cần có tô trần tại toàn bộ yêu vực yêu thú còn dám đem bọn hắn xem như đồ ăn sao còn dám sao nhất định không dám trừ phi yêu thú bên trong cũng có tiên đế phía trên tồn tại nhưng đó căn bản không thể nào, bởi vì thiên đạo sẽ không cho phép bất luận cái gì sinh linh đột phá đến cảnh giới kia. đương nhiên, tô trần là dị số, không tính, cho nên bọn hắn nhân tộc về sau thật muốn cuột khởi. tất cả mọi người tim đập loạn không chỉ, huyết dịch đang sôi trào, hô hấp tại gấp rút, kích động cùng tâm tình hưng phấn như sóng biển mãnh liệt, một đợt tiếp một đợt đánh thẳng vào trong bọn họ tâm. cho tới nay, bọn hắn nhân tộc tại những cái kia hung tàn yêu thú trước mặt chỉ có thể luôn làm thức ăn mỗi ngày đều sống đang sợ hãi cùng trong tuyệt vọng. Mặc dù có chút người sinh sống tại huyễn thành, nhưng vẫn như cũ thường cách một đoạn thời gian lại nhận yêu thú xâm lấn. Nếu không có trong thành mấy vị kia tiên đế, toàn bộ huyễn thành cũng sớm đã thành nhân gian luyện ngục. Thế mà, tại bóng tối này vô biên, hy vọng gần như phá diệt thời khắc, bọn hắn nhân tộc xuất hiện một vị tiên đế phía trên tồn tại. Thử hỏi, tại như thế giới tuyệt cảnh, bọn hắn làm sao có thể ngăn chặn nội tâm cái kia tâm tình kích động? Giờ khắc này, tất cả mọi người lần nữa dấy lên đối Mỹ hảo tương lai hy vọng. Chỉ bất quá như như bọn họ biết rõ, Tô Trần cũng không phải yêu vực bên trong người, càng không phải là đến cứu vớt bọn họ, bọn hắn lại sẽ là như thế nào tâm tình đâu. Đoán chừng sẽ rất tuyệt vọng à. Yến Kinh Vũ nhìn lấy Tô Trần, trong mắt vẻ phức tạp. Nàng vốn cho rằng Tô Trần là tiên đế, nhưng ai có thể nghĩ Tô Trần lại là tiên đế phía trên. Đệ đệ của nàng là tiên đế phía trên. Đệ đệ của nàng mới bao nhiêu lớn? 500 tuổi không đến à? nhưng mà lại đã đạt đến cảnh giới kia. Liền, liền không hợp thói thường. Nàng nằm mộng cũng không dám nghĩ Tô Trần lại là cảnh giới kia. Giờ phút này, nội tâm của nàng là phức tạp. Lần này theo tới, nàng vốn là đến bảo hộ Tô Trần bọn hắn, nhưng ai có thể nghĩ Tô Trần lại là cảnh giới kia. Cái này còn dùng nàng bảo hộ. Rõ ràng là hắn bảo hộ ta có được hay không. Khó trách, khó trách Tiểu Trần tự tin như vậy dám mang Linh Khê cùng Tiểu Thiên đến yêu vực. Đây hết thảy đều nói thông được. Yến Kinh Vũ thấp giọng nói, nếu như cha mẹ biết Tiểu Trần là cảnh giới kia, không biết lại là biểu tình gì. Cùng lúc đó, một mực tại không ngừng cầu xin tha thứ Khương Kình đột nhiên im bặt mà dừng. Nhìn lấy Tô Trần cái kia lạnh lùng đến căn bản không giống người hai con mắt, hắn biết Tô Trần đây là không có ý định buông tha hắn. Hôm nay, hắn muốn chết. Nhưng hắn thật không muốn chết à. Thật vất vả đột phá tiên đế hậu kỳ, hắn còn không nghĩ cứ như vậy chết mất. Nhưng Tô Trần lại không thể buông tha hắn, Tâm tình tuyệt vọng giống như thủy triều quét sạch đến trong lòng hắn. Vô cùng tuyệt vọng. Giờ khắc này, hắn là cỡ nào hối hận xuất hiện. Nếu như hắn không xuất hiện, cũng sẽ chết mất hai vị Khương gia người. Nhưng bây giờ, bởi vì sự xuất hiện của hắn, dẫn đến toàn bộ Khương gia hủy diệt. Thậm chí hắn cũng phải chết. Phẫn nộ. Hắn không phải đối Tô Trần phẫn nộ, mà chính là đối Khương Minh Hiên cùng Khương Ngự hai người cảm thấy phẫn nộ. Nếu không phải hai bọn họ, như thế nào lại phát sinh đây hết thảy? nếu không phải hai bọn họ khương ra như thế nào lại hủy diệt nếu không phải hai bọn họ hắn như thế nào lại rơi xuống kết quả như vậy nói cho cùng đây hết thảy hết thảy đều là bởi vì hai bọn họ nếu là hai bọn họ hiện tại còn sống không cần tô trần xuất thủ khương kình liền sẽ ra tay đập chết hai người bọn họ mẹ nhà hắn quả thực là hai cái hỗn trướng đồ chơi à trêu chọc ai không tốt hết lần này tới lần khác trêu chọc một vị dạng này đại lão Chẳng lẽ các ngươi không biết lão tử ở trước mặt hắn cũng là như là run dế sao? Kỳ thật, bọn hắn còn thật không biết nếu là biết bọn hắn cũng sẽ không trêu chọc Tô Trần. Nhưng bây giờ Khương Kình nội tâm đã mắng điên rồi, căn bản không quan tâm những chuyện đó, chỉ muốn mắng cái tận hứng. Vù vù. Kiếm quang tự giữa sân lóe qua. Phốc phẩy. Khương Kình đầu trong nháy mắt bay ra ngoài, máu tươi như vỡ đê dòng nước lũ giống như phun ra ngoài. Khương Kình đầu hai con mắt trừng lớn, trong mắt mang theo thật sâu không cam lòng cùng đối tử vong sợ hãi cùng vô tận phẫn nộ. Đến chết, trong miệng hắn còn đang không ngừng chỉ mắng khương ngự cùng Khương Minh Hiên hai người. Đối hai người này, hắn là thật hận chết rồi. Muốn không phải bọn hắn, Khương gia như thế nào bị hủy diệt, hắn như thế nào lại chết. Nhìn lấy Khương Kình thi thể, tất cả mọi người không khỏi phát ra một trận thổn thức. Khương Kình cứ thế mà chết đi. Một vị tiên đế hậu kỳ cường giả, cứ thế mà chết đi. Chấn kinh. Trước kia bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới tiên đế sẽ bị giết chết bởi vì tại bọn họ trong nhận thức biết tiên đế là vô địch tồn tại nắm giữ lấy thế gian lực lượng mạnh nhất căn bản không tồn tại khả năng bị giết nhưng ngày hôm nay bọn hắn gặp được nhìn thấy một vị tiên đế vẫn lạc tại trước mắt đồng thời giết cái kia người giết hắn liền như là giết gà một dạng đơn giản như vậy đây là cỡ nào khó có thể tin nếu không phải tận mắt nhìn thấy ai lại dám tin đơn giản không nên quá không hợp thói thường hạ hầu uyên cùng đường lão trong mắt chấn động đường lão nhịn không được nói ra không nghĩ tới khương gia chủ cứ như vậy bị giết hạ hầu uyên gật đầu nói đúng vậy a à, trước kia ta chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày có thể tận mắt nhìn đến khương gia chủ bị giết đường lão nhìn về phía tô trần trong mắt lộ ra thật sâu kính sợ tiền bối thực lực thật quá mạnh giết khương gia chủ đưa tay ở giữa sự tình thậm chí đều không có đưa tay khương gia chủ liền bị giết hạ hầu uyên cũng là trong mắt kính sợ thật không biết tiền bối rốt cuộc mạnh cỡ nào thế gian này đoán chừng không người là tiền bối đối thủ à đường lão gật đầu nói trừ thiên đạo hẳn là không có hạ hầu uyên hiếu kỳ nói ta muốn biết tiền bối là làm sao đột phá đến cảnh giới kia đường lão mắt nhìn hạ hầu uyên tiền bối sự tình ngươi vẫn là không cần như thế hiếu kỳ tương đối tốt hạ hầu uyên cười ha ha một tiếng ta biết về sau sẽ không một bên khác tô trần thu hồi ánh mắt quay đầu nhìn về phía diệp linh khê cùng yến khinh vũ bình tĩnh nói. Nơi này cũng không có gì tốt đi dạo, chúng ta đi thôi. Hai nữ gật một cái, không nói gì. Bởi vì việc này, nàng hai người đối cái này huyễn thành triệt để đã mất đi hứng thú, đợi ở chỗ này, còn không bằng đi bên ngoài giết yêu thú. Dù sao đợi ở chỗ này chỉ có thể bị khinh bỉ, mà ở bên ngoài giết yêu thú còn có thể cho mình gia tăng chiến đấu kinh nghiệm. Cũng đúng lúc này, giữa sân đột nhiên xẹt qua năm đạo sáng chói lưu quang, trong chốc lát, năm bóng người xuất hiện ở trong hư không thân ảnh của bọn hắn phảng phất là năm tòa không thể vượt qua núi cao, đột ngột đứng sừng sững ở trước mắt mọi người. Mỗi người trên thân đều tràn ngập cực kỳ khủng bố đế uy, năm đạo đế uy khiến giữa sân tất cả mọi người cảm thấy ngạt thở, tâm thần sợ rung động. Năm người này lại toàn là tiên đế. Năm vị tiên đế. Nhìn lấy không trung năm vị tiên đế, trong thành tất cả mọi người đều là một mặt kích động, trong mắt kính sợ. Chỉ vì năm người này là huyễn thành thủ hộ thần. Mỗi lần yêu thú xâm lấn, bọn hắn liền sẽ xuất hiện thủ hộ Huyễn Thành, thủ bảo hộ lấy bọn hắn. Bởi vì có sự hiện hữu của bọn hắn, Huyễn Thành mới có thể tồn tại đến bây giờ. Bởi vậy, trong thành tất cả mọi người đối bọn hắn đúng vô cùng vì sùng bái, đem bọn hắn xem làm thần tượng. Cho nên tại nhìn thấy năm người này lúc, tất cả mọi người phá lệ kích động. Hạ Hầu Uyên cùng Đường lão nhìn lấy năm người, sắc mặt nhất thời biến đổi, liền vội vàng hành lễ, bái kiến các vị tiền bối. Tiêu Nguyệt Nhi thì biểu hiện được tương đối bình tĩnh, làm huyễn thành thành chủ nữ nhi tự nhiên kiến thức uyên bác từng trải phong phú gặp qua đồng đảo cảnh tượng hoành tráng mà lại nàng đã sớm nghĩ đến cái này năm vị tiên đế sẽ xuất hiện cho nên trong lòng sớm đã có đầy đủ chuẩn bị nhưng nàng vẫn là thi lễ một cái dù sao lễ nghĩa vẫn là muốn có năm vị tiên đế cũng không để ý tới bọn hắn từ đám bọn hắn xuất hiện ánh mắt của bọn hắn liền một mực tại tô trần trên thân nhìn lấy tô trần trong mắt bọn họ tràn đầy kiên kỵ vừa mới phát sinh hết thảy Bọn hắn thế nhưng là toàn bộ hành trình nhìn đến đuôi, đối với Tô Trần thực lực, bọn hắn cảm thấy thật không thể tin. Tiên đế phía trên. Nhân tộc lại có tiên đế phía trên cường giả. Nói thật, thật quá khó có thể tin. Nhưng dù cho khó có thể tin, bọn hắn cũng không thể không tin, bởi vì chỉ bằng Tô Trần vừa mới miểu sát Khương Kình có thể nhìn ra Tô Trần tuyệt đối không có khả năng là tiên đế. Bọn hắn thế nhưng là biết Khương Kình thực lực, đây chính là thực sự tiên đế hậu kỳ. Mà lại tại tiên đế hậu kỳ thuộc về đỉnh phong loại kia cho dù bọn hắn năm người liên thủ cũng không nhất định là hắn một người đối thủ cái này liền đủ để chứng minh khương kình thực lực là không kém ngược lại rất mạnh thế mà cường giả như vậy lại bị người miểu sát liền không hợp thói thường à trừ tiên đế phía trên ai có thể làm được ai có thể làm được muốn không phải tận mắt nhìn thấy bọn hắn cũng là không thể tin được lúc này tô trần đột nhiên nhìn về phía năm người bình tĩnh nói có việc năm vị tiên đế sắc mặt nhất thời biến đổi trong lòng kinh hãi. Một vị thân mặc áo bào vàng, dáng người thẳng tắp trung niên nam tử mở miệng nói, "Chúng ta cũng là đến bái gặp một chút tiền bối." Tô Trần chắp tay, sắc mặt bình tĩnh nói, "A." Nói, hắn liền quay người rời đi. Thấy thế, một vị lão giả đột nhiên nói, "Tiền bối, ngài cái này muốn đi chỗ nào?" Tô Trần bước chân dừng lại, quay đầu mắt nhìn lão giả, "Làm sao? Ta đi đâu còn cần muốn nói với ngươi." Nghe vậy, lão giả sắc mặt biến đổi lớn, vội vàng nói, không, không phải, ta chính là muốn hỏi một chút, tiền bối không trong thành nhiều đợi một thời gian ngắn sao. Tô Trần không nói gì. Diệp Linh Khê lại đột nhiên nói, chúng ta vừa mới vào thành liền gặp phải việc này, muốn tiếp tục đợi ở chỗ này, không chừng còn muốn phát sinh chuyện khác. Cái này, năm vị tiên đế đều là một mặt ngượng nghịu. Một vị phụ nhân nói, chuyện mới vừa phát sinh, kỳ thật chúng ta cũng không muốn, nhưng chúng ta cho các người cam đoàn. Về sau tuyệt đối sẽ không lại xảy ra chuyện như vậy, còn xin các người tiếp tục trong thành chơi nhiều một đoạn thời gian à? nghe xong phụ người, diệp linh khê lông mày chậm rãi nhăn lại, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc. nàng truyền âm yến khinh vũ, khinh vũ tỷ, bọn hắn đây là ý gì? cảm giác bọn hắn cũng không muốn để cho chúng ta đi à? yến khinh vũ cười nói, bọn hắn không phải là không muốn chúng ta đi, là không nghĩ tiểu trần đi. diệp linh khê khó hiểu nói, vì cái gì? yến khinh vũ giải thích nói, bởi vì tiểu trần là cảnh giới kia à? nghe vậy diệp linh khê trong nháy mắt giật mình ta hiểu được bọn hắn là muốn ôm đùi yến khinh vũ mỉm cười thông minh nói nàng ánh mắt lộ ra một vệt u oán ngươi có phải hay không đã sớm biết tiểu trần là cảnh giới kia rồi nghe vậy diệp linh khê biểu lộ cứng đờ sau đó xấu hổ cười một tiếng là là a à. yến khinh vũ u oán nói vậy làm sao không nói cho ta diệp linh khê trừng mắt nhìn ngươi cũng không có hỏi à yến khinh vũ liếc mắt không nói gì Diệp Linh Khê cười nói, coi như ta nói cho ngươi, ngươi cũng sẽ không tin tưởng, không phải sao. Yến Kinh Vũ sững sờ, sau đó trầm mặc. Xác thực, coi như Diệp Linh Khê nói cho nàng Tô Trần là tiên đế phía trên, nàng cũng sẽ không tin tưởng. Là căn bản không thể nào tin tưởng. 500 không đến tuổi tác, đột phá tiên đế phía trên, cái này đổi lại bất cứ người nào, cũng sẽ không tin tưởng. Chủ yếu là quá bất hợp lý nha. Có ít người tu luyện mấy trăm hơn ngàn vạn năm đều không thể đạt tới cảnh giới kia. Mà Tô Trần đâu? 500 tuổi cũng chưa tới, đã đột phá đến tiên đế phía trên. Không hợp thói thường à? Lớn lớn đến khủng khiếp. Diệp Linh Khê đột nhiên nói, Khinh Vũ tỷ, không biết ta sau đó nói lời nói ngươi tin hay không? Yến Khinh Vũ sửng sốt, sau đó nghi ngờ nói, cái gì? Diệp Linh Khê do dự một chút, lập tức nói, kỳ thật, ca ca khả năng so tiên đế phía trên còn mạnh hơn. Cái gì? Nghe vậy, Yến Khinh Vũ nhất thời chừng to mắt, bất khả tư nghị nói, linh khê ngươi chớ có cùng ta nói đùa ngươi nói tiểu trần so tiên đế phía trên còn mạnh hơn diệp linh khê gật một cái ngươi đừng không tin thật gặp diệp linh khê không giống dáng vẻ nói láo yến khinh vũ khiếp sợ nói không ra lời so tiên đế phía trên còn mạnh hơn cái này sao có thể nhưng linh khê không thể lại gạt ta chẳng lẽ tiểu trần thật so tiên đế phía trên còn mạnh hơn sao thế nhưng là thiên đạo cũng chẳng qua là tiên đế phía trên à nếu là so tiên đế phía trên còn mạnh hơn cái kia phải là cảnh giới gì? Không dám nghĩ. Yến Khinh Vũ giờ phút này cảm giác mình đầu rất loạn. Nàng không biết nên không nên tin tưởng. Tin tưởng đi, cái kia đây cũng quá giả. Không tin đi, Diệp Linh Khê lại không thể lừa nàng. Diệp Linh Khê bất đắc dĩ nói, "Ngươi nhìn, ta nói ngươi cũng không tin." Yến Khinh Vũ lắc đầu nói, "Không là không tin, chủ yếu là cái này quá bất hợp lý, Linh Khê, ngươi biết so tiên đế phía trên còn mạnh hơn là khái niệm gì sao?" Diệp Linh Khê nói, dù sao ta thực sự nói thật yến khinh vũ trầm mặc trầm mặc rất lâu nàng mới mở miệng nói ta tin tưởng ngươi diệp linh khê khóe miệng có chút dương lên làm sao tin tưởng ta à nha ngươi không là không tin nha yến khinh vũ mỉm cười bởi vì ta biết linh khê sẽ không gạt ta nghe vậy diệp linh khê cười hắc hắc hư hư đó là đương nhiên yến khinh vũ cười cợt lập tức cúi đầu nói nhỏ một câu sao tiên đế phía trên còn mạnh hơn sao nói Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Trần, trong mắt trừ vẻ phức tạp, chính là chấn động. "Tiểu Trần, ngươi thật tại lần lượt đánh vỡ ta đối tu tiên nhận biết à?" Diệp Linh Khê cười nói, "Khinh Vũ tỷ, cái này rất bình thường, về sau ngươi phải kinh sợ, còn có rất nhiều." Nghe vậy, Yến Khinh Vũ nhìn về phía Diệp Linh Khê, hiếu kỳ nói, "Ngươi còn biết tiểu Trần cái gì?" Diệp Linh Khê cười hắc hắc, "Bí mật." Yến Khinh Vũ liếc mắt, "Ngươi nhà đầu này." Diệp Linh Khê nói, "Ai u, về sau ngươi sẽ biết." Yến Kinh Vũ bất đắc dĩ nói, tốt à. Diệp Linh khê gật một cái, ừm. Ừ. Lúc này, Tô Trần nhìn về phía hai nữ, hỏi, là ở chỗ này tiếp tục đợi một thời gian ngắn, vẫn là rời đi, các ngươi quyết định.